Từng bước vượt qua khó khăn, doanh nghiệp Bình Dương đang tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho công nhân, đặc biệt là triển khai kế hoạch chăm lo Tết chu đáo, tạo sự vui tươi, phấn khởi cho người lao động. Tình hình lao động việc làm, chính sách chăm lo tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Việt Nam Singapore đang khá ổn định. Ước tính hơn 70% trong tổng số 401 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn khu công nghiệp này đã công bố kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động, với mức thưởng Tết bình quân bằng 1,5 tháng lương hợp đồng lao động, cùng nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Tình hình công ty thì cũng có đơn hàng rất là nhiều và được ban giám đốc cũng ghi nhận những cái công lao của các anh chị. Thưởng Tết thì công ty là thưởng là cao nhất là 1.50. Dạ. Và cái tỷ lệ thưởng là được đánh giá là nếu mà mình xuất sắc là mình sẽ cộng thêm 20%. Và như bình thường là mấy bạn sẽ được cộng thêm 10%, là tổng cộng 160, còn cao nhất là từ 170 đến 180. Nhìn chung tình hình quan hệ lao động trong khu công nghiệp Việt Nam Singapore đến thời điểm này là tương đối ổn định. Các doanh nghiệp nỗ lực để chăm lo tình hình Tết cho công nhân lao động. Về tình hình là cơ bản là các doanh nghiệp đều có hưởng. Để giúp người lao động yên tâm làm việc, chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đang không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khích lệ tinh thần lao động của anh em công nhân cùng với doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2024. Các doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời triển khai tốt chính sách chăm lo Tết Nguyên Đán, thiết thực động viên người lao động nỗ lực hơn trong công việc. Công đoàn tiến hành đối thoại thương lượng và đề xuất với người sử dụng lao động là nên thưởng cho người lao động ít nhất là một tháng lương. Cái việc thưởng cuối năm đó là cái khích lệ cái về mặt tinh thần cũng như là vật chất đối với người lao động, và đây cũng là cái động lực để giúp cho họ là gắn bó lâu dài. Công ty cũng đã cố gắng để duy trì công việc của anh em công nhân lao động để làm sao họ có được cái cuộc sống ổn định, và hy vọng rằng cái năm 2024 thì nó sẽ tốt hơn. Xây dựng công ty phát triển luôn là mục tiêu của doanh nghiệp và người lao động. Chính sự đoàn kết, quyết tâm cao của người sử dụng lao động và người lao động sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp ổn định lao động sản xuất, phát triển bền vững.